3 tháng chăm chồng đột quỵ, vợ kiệt sức vì lo hàng chục triệu đồng viện phí. Gần 3 tháng ông Nguyễn Đình Tư bị đột quỵ, nằm viện triền miên, sốt mãi không hạ, bà Trần Thị Tiên sắp kiệt quệ cả sức lực và tinh thần. Một buổi chiều cuối tháng 9, bà Trần Thị Tiên, sinh năm 1974, quê Bình Định, vừa đi làm đồng về thì nhận được điện thoại của người lạ, báo tin chồng bà đang làm mướn ở tỉnh Lâm Đồng bị ngất, đã được đưa vào bệnh viện. Người phụ nữ tá hỏa bắt xe khách khi tay vẫn đang lấm lem. Ông Nguyễn Đình Tư, sinh năm 1968, được chẩn đoán đột quỵ, xuất huyết não, phải tiến hành ca đại phẫu lấy máu tụ để cứu mạng. Tuy nhiên, nằm viện cả tháng mà không hết sốt, lúc này bác sĩ nói ông bị viêm màng não, chuyển vào bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Mất nửa tháng, ông Tư hết sốt, được bác sĩ cho xuất viện. Nhìn chồng vẫn nằm liệt, không thể nói chuyện, bà Tiên cảm thấy không yên lòng, sợ đưa về quê nếu có mệnh hệ gì thì sẽ không kịp. Vì vậy đưa ông vào bệnh viện phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp để theo dõi, kết hợp tập phục hồi chức năng. May mắn là tôi đưa anh ấy vào đây. Mới được 2 ngày là anh bắt đầu sốt lại, đến giờ đã 1 tháng rưỡi mà vẫn chưa cắt được cơn sốt. Nhiều khi sốt cao đến co giật, bà Tiên buồn bã. Nhiều đêm phải thức trắng để lau người hạ sốt cho chồng, mệt mỏi và lo lắng khiến bà như bị rút sạch sức sống. Bác sĩ Trần Thị Thanh Thu cho biết, ông Tư bị di chứng xuất huyết não, viêm màng não mủ, liệt nửa người bên phải. Trong quá trình dùng thuốc kháng sinh để điều trị, ông bị dị ứng thuốc nên người nhà phải đi mua thuốc ở ngoài, chi phí tốn kém. Suốt quá trình điều trị, bác sĩ đánh giá ông có sự cải thiện tri giác, tuy nhiên khó có thể tiên lượng khả năng phục hồi. Trước hết phải điều trị hết viêm màng não, viêm phổi, nhiễm trùng tiểu, xuất huyết tiêu hóa sau đó mới tập trung tập phục hồi chức năng. Vì vậy, dự kiến ông Tư còn phải nằm viện lâu dài. Hơn 3 tháng qua, gần như chỉ một mình bà Tiên chăm sóc, lo toan tiền bạc. Con gái lớn bận chăm 2 con nhỏ dại, chỉ thỉnh thoảng mới vào viện thăm nom, còn con trai út của bà đi làm thuê, thu nhập ít ỏi trước đó chỉ đủ lo cho bản thân, không dành dụm được đồng nào. Nhà chỉ có 1 sào ruộng. Trước đó, ông Tư làm thợ hồ ở quê, tiền công ít ỏi nên theo người quen vào Đà Lạt, Lâm Đồng. Mới làm được vài tháng thì xảy ra chuyện. Bà Tiên ở nhà làm ruộng, lúc rảnh cũng đi làm mướn cho người ta, dù vun vén trang trải nhưng vẫn không dư giả là bao. Đợt này, ngoài vay mượn của người thân, hàng xóm, bà còn phải vay lãi nóng 50 triệu đồng. May mắn bà cũng được nhiều người thương. Không chỉ họ hàng, chòm xóm ở quê, mà trong bệnh viện, các bác sĩ và phòng công tác xã hội thỉnh thoảng xin được các nhà hảo tâm, dúi cho bà vài đồng mua thuốc. Dù vậy, vẫn không thể thấm tháp so với chi phí mà bà bỏ ra. Bà Tiên nghẹn giọng, giờ trời kêu ai nấy dạ, giờ chúng mệnh mình, khổ cũng phải chịu thôi. Tôi chỉ mong sao cứu được chồng, để sau này anh ấy tự lo được cho bản thân, nợ nần thì tôi đi làm trả dần. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng đối với khoản tiền đóng viện phí sắp tới hàng chục triệu đồng của chồng, bà chưa biết đào ở đâu ra. Người phụ nữ gần 50 tuổi bỗng chốc đờ đẫn vô định.